Tôi là Thanh Hằng và xin chào khán giả của View TV. Hiện tại thì Hằng đang có mặt tại buổi họp báo của Vietnam Next Top Model mùa thứ 7. Đây cũng là lần thứ 3 Hằng quay trở lại chiếc ghế nóng này với một cái chủ đề mới là Break the Rules, phá bỏ mọi giới hạn. Như là mọi người cũng đã xem một số thông tin vào buổi casting thì có thấy là những cái idea và những cái cách mà chương trình đưa ra tuyển sinh cũng như là lựa chọn những thí sinh cũng rất là mới. Bản thân Hằng thì đó cũng là một cái thử thách khi quay lại chiếc ghế nóng này. Tuy là chương trình nó cũ nhưng mà sẽ là một cái gì đó, một tinh thần mới với một cái cách làm mới, và hy vọng mọi người sẽ đón nhận một cách tích cực nhất với những cái chủ đề mới được đưa ra. Ngay cả khi mà chụp poster thì mọi người cũng đã có những cái ý kiến là trời sao Thanh Hằng sốc hơn và bắt đầu thoáng hơn so với những cái mùa trước, không còn an toàn nữa mà chịu phá vỡ con người của mình. Thì bản thân của Hằng đây cũng là một cái mà cũng hơi mạo hiểm để Hằng phải thử thách mình, phá bỏ những cái giới hạn cũ và trở thành một cái con người mới, một cái năng lượng mới để mình có thể tỏa sáng và thành công hơn nữa với những sự lựa chọn tương lai của mình. Thí sinh năm nay rất là đặc biệt, rất là màu sắc, không còn phân biệt chiều cao hay là thấp nữa, nhưng mà cộng vào đó cái thí sinh họ rất là tiềm năng. Khán giả hay nghĩ là người mẫu chỉ đi sàn catwalk mà thôi, nhưng lần này có thể thay đổi một chút suy nghĩ của mọi người là người mẫu rất là đa dạng, có thể là sử dụng cho quảng cáo và nhiều các loại hình nhiều hơn nữa. Hằng nghĩ rằng để mà cái thị trường thời trang ở Việt Nam tốt hơn nữa thì cần có sự cạnh tranh. Đối với bất cứ một cửa cạnh tranh nào nó lành mạnh cũng giúp cho người ta phải tập trung nhiều hơn, sáng tạo nhiều hơn. Thật ra để cuối cùng vẫn là mang tới cái điều đó nó thật hay và có một bước tiến rõ rệt trên nền thời trang, thì nghĩ bất cứ chương trình nào họ cũng đi cùng với một cái tiêu chí rõ ràng là như vậy, chứ không đơn thuần là kình nhau để rồi ai hơn ai thua. Thực Hằng có theo dõi và Hà là một người rất là thông minh, rất là khôn khéo. Khi mà Hằng xem thì Hằng cũng rất là thích cái vai trò của Hà. Mình xem mình cũng rất là dễ chịu với những cái lời góp ý và cái cách quấy hài hước, làm cho mọi người có dễ chia sẻ và dễ thông cảm hơn, cũng như đồng cảm nhìn nhận mình về chương trình cũng như về thí sinh.